Chào mừng tất cả các bạn đã đến với chuyên mục tô màu cho những bức tranh trên kênh YouTube của mình. Hôm nay mình có chuẩn bị sẵn một bức tranh về một đĩa format nha, một chiếc bánh format rất là to và ngon này. Và cùng đó là dụng cụ để gắp chiếc format này. Hãy cùng mình tô màu cho bức tranh này nha các bạn. Mình sẽ tô màu cho chiếc format trước bằng cái bút chì màu cam nhạt của mình. Video tô màu cho bức tranh này của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé. Nhớ like và subscribe cho kênh. Và phần phía dưới của chiếc format này mình sẽ tô màu cam luôn cho cái format phía dưới này. Và để trang trí thêm cho chiếc format này, những phần lỗ hộc thì mình sẽ sử dụng màu tím để trang trí cho những cái lỗ hộc này nhé. Hello, xin chào tất cả các bạn đã trở lại với channel tôi vẽ tranh trên kênh YouTube của mình. Và trên tay mình đây là bức tranh trên một cô gái đang chơi bóng chày. Rồi chúng ta cùng nhau tô màu cho bức tranh này nhé. Mình sẽ tô màu đỏ cho cái mũ của cô gái này. Tiếp theo chiếc đĩa đang đựng những format này thì mình sẽ tô màu xanh dương cho chiếc đĩa này nhé. Và chiếc mũ để xúc chiếc format này mình sẽ tô màu xanh lá cây cho chiếc mũ này nhé. Thank you.
và bức tranh về những format này đã được mình tô màu và trang trí xong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video tô màu cho bức tranh này của mình. Hãy nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video giúp mình nhé. Bye bye.